Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này hàng rất là già nha. Cây này hàng nuôi thuần chậu nhà mình an tâm luôn. Này, cây này đang đi lọc chì này, rất là khỏe luôn nha. Cây này có mã số là 326 nha, có tổng hoành gốc là 68. Cây cao là 60 tới đầu thân chính nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 45 nha mình. Và cao mà lên tới ngọn luôn tầm 80-85. Rồi cây này thì em giao lưu là 1,5 triệu nha, em bao ship không chậu nha mình. Rồi mình xem tham khảo luôn. Cây này chỗ đây nó có ngậm viên đá nhỏ luôn nha, đây, ngậm cứng luôn nha. Cây hàng rất là già. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu thêm chất trồng cho nó là ok luôn. Còn chi cành nó đi thì mình tạo tán lại ok luôn nha. Mình xem tham khảo luôn. Cẩm thị nhà mình, tên gọi khác là kim cương đen nha. Cây cực kỳ già. Để xây mặt sau nhà mình xem nha. Cây rất là già luôn. Mình xem tham khảo luôn nha. Cẩm thị nhà mình. Rồi mã số 326, giao lưu là 1,5 triệu, bao ship không chậu nha. Về cho nhà mình sưu tầm luôn. Rồi em xin qua cái này luôn nha.